rồi. Ở đây các bạn có thể không có chuẩn bị kịp heo thì các bạn có thể bỏ heo ngay bây giờ tại những con heo này để chúng ta tổng kết lại danh sách và chúng ta sẽ công bố về một tí xíu nữa. Có nghĩa là bây giờ anh nghĩ là bây giờ đây là heo rồi, những ai có con heo này có những đóng góp thì có thể vào đây bỏ vào những chú heo này đúng không sao? Trong lúc đợi đó thì bây giờ làm sao để cho heo ăn ra? Anh bế heo lên. Giờ anh bế heo lên hả? Thôi giờ anh chừng làm động tác âm thanh đầu tiên nha. Ok, em bỏ thêm luôn. Làm gương đi. Chúng ta bảo nhầm có nuôi, bên chúng có nuôi rồi. Hiện nay chừng để đỡ trên đây đi, rồi thấy nó đẹp hơn. Rồi, cho chú chuẩn bế heo đi một vòng quá. Mọi người chuẩn bị chưa ạ? Không ép buộc nha, không sao, vui, lúc nào cũng nụ cười là được rồi ạ. Chắc chỉ cần một bản FC à, cầm heo giúp trường à. Rồi. Dạ rồi, em cầm heo xuống như mà anh gái. Rồi trong lúc đó trường sẽ hát tặng mọi người một bài. Bài gì chung vui à? Con heo đất à? Bên đây. Kêu nó nhiều à? Thôi cho bạn cho tôi đi có nghĩa rồi. Các bạn, trường cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui khi thấy mọi người quan tâm tới chương trình ngày hôm nay. Thì thì cả những sự quan tâm ta sẽ là cái niềm vui của những người gặp khó khăn nè. Bây giờ một ca khúc cho bạn cho tôi tặng mọi người. Cảm ơn rất nhiều ạ. Ngày xưa khi thân nghe hồn nhiên là tôi cũng mộng mơ than tiên trong mây nắng mới ấm áp của tình bạn tôi. Ngày xưa phương rơi đầy xa mà ta hôn tôi nhẹ lưng biết đâu mai đây là nơi tôi đến khi người cha im đi. Là tôi mộng mơ thân thiết trong ngày nắng mới ấm áp tuôn tình bạn thân. Ngày xưa phương rơi đầy sương đàn ca hôn tôi nhẹ lên biết đâu mà đây là nơi tôi yêu để cả còn mãi cho tôi tình yêu còn mãi trong trái tim này. You want to go mai con đường trong đời. Rất là xin cảm ơn các bạn, xin quý vị đã có những tấm lòng rất là hảo tâm để mà sống sót và nuôi heo. Để đầu tiên chúng ta cảm ơn cùng cùng với nhau thì trên kênh cũng được thông báo rất là chúng ta sẽ phát hiện từ từ ra điều gì nào để mọi người có thể tham gia và biết khách hàng chúng tôi ngày nay xin thông báo cho quý vị cũng được rồi. Trái tim này,
Đừng gắn con mãi cho bạn cho tôi. Tình yêu còn mãi trong trái tim này. Để cuộc đời còn mãi và tình yêu. Đừng gắn con mãi cho bạn cho tôi. Tình yêu còn mãi trong trái tim này. Tình yêu hoa.